Theo Xuân Diệu, ca dao là thơ của mọi nhà, là sự chắt lọc tâm hồn, là tình yêu ta mơ ước. Đọc bài ca dao, đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng. Mùi Mạnh Nhị cũng có những đồng cảm như vậy. Hương quê và tình quê đầm thắm, thân thuộc, làm vấn vương tâm hồn ta. Cô trò ta sẽ bắt đầu bài học. Các em hãy quan sát những hình ảnh sau đây và nêu cảm nhận của mình về những hình ảnh được quan sát nhé. Bức tranh đồng quê thứ nhất. Thứ hai. Và bức tranh quê này nữa. Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, bên mông bát ngát. Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, cũng bát ngát mênh mông. Thân em như chảng lúa đồng đồng, phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. Có câu hát nào đẹp như ca dao dân ca? Đó là khúc hát ngọt ngào chứa chan nghĩa tình, là hình ảnh đồng xanh nơi miền quê thanh nghệ và cô thôn nữ chất phác mộc mạc, sức sống tràn đầy. Cô trò chúng ta sẽ đồng hành khám phá vẻ đẹp của Việt Nam quê hương ta qua bài viết của tác giả Bùi Mạnh Nhị về bài ca dao nhé. Hãy trải nghiệm cùng văn bản. Cần đọc như thế nào cho đúng, cho hay? Các em nhớ đọc rõ ràng, diễn cảm với tốc độ vừa phải, ngắt, nghỉ đúng chỗ các em nhé. Và hãy chú ý đến các từ ngữ khó trong bài. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác giả và tác phẩm. Các em học sinh thân mến, người sáng tác bài ca dao là tác giả dân gian và tác giả Bùi Mạnh Nhị chính là người viết bài văn thể hiện cảm nhận vẻ đẹp quê hương trong bài ca dao. Ông là một nhà giáo ưu tú quê ở Nam Định. Văn bản mà hôm nay các em tìm hiểu trích từ tập phân tích những tác phẩm văn học dân gian trong nhà trường thuộc kiểu bài nghị luận văn học. Có thể chia văn bản này ra làm 5 phần nha các em. Từ đầu cho đến nắng hồng ban mai, giới thiệu về bài ca dao bình dị. Tiếp theo cho đến sức sống, nhận ấn tượng ban đầu. Và thứ ba, vẻ đẹp quê hương Việt Nam. Từ các chỗ tiếp theo cho đến cánh đồng kia. Và phần thứ tư, tiếp theo cho đến tế nhị, nghĩa của bài ca dao. Và phần cuối cùng là suy nghĩ và cảm xúc của tác giả. Chúng ta cũng cần tìm hiểu các từ ngữ khó trong bài nữa. Các em hãy tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ ni, ngó, tê, chẽn, phép đối xứng, từ chỉ vị trí, địa điểm và từ phơi phới. Các em có thể tham khảo bản giải nghĩa từ ngữ khó sau đây nhé. Ni có nghĩa là này, ngó là nhìn, còn tê là kia, chẽn là nhánh của bông lúa đó các em. Và phép đối xứng là gì? Trong trường hợp hai dòng thơ đầu của bài ca dao này là cách sử dụng từ ngữ tạo nên sự cân xứng về cấu trúc, hài hòa về âm thanh và nhịp điệu, tương đồng về ý nghĩa. Từ chỉ vị trí, địa điểm trong bài ca dao này là các từ ngữ như bên ni đồng, bên tê đồng, phơi phới là gợi tả vẻ vui tươi, đầy sức sống của cái gì đó đang phát triển và đang dâng lên mạnh mẽ. Tiếp theo, hãy suy ngẫm và phản hồi về vẻ đẹp của bức tranh quê hương Việt Nam ta. Theo Bùi Mạnh Nhị, bức tranh quê hương đã được tác giả dân gian khắc họa trong bài ca dao qua hai hình ảnh đồng quê và những con người chân quê hồn hậu.
Các em hãy hoàn thành phiếu học tập số 2 để hiểu rõ hơn điều đó. Vẻ đẹp của quê hương Việt Nam ta được vẽ nên bởi những đồng lúa mênh mông, bát ngát và những con người. Cụ thể trong bài ca dao này, đó là cô gái trẻ trung, duyên dáng, đầy sức sống trong ánh nắng ban mai. Tiếp đó, tác giả bài viết trình bày những suy nghĩ của mình về nét đặc sắc của bài ca dao. Các em hãy cùng nhau trao đổi để tìm những cái nét độc đáo của bài ca dao mà tác giả Bùi Mạnh Nhị đã chỉ ra trong từng đoạn nhé. Bằng cách hoàn thành phiếu học tập số 3, các em hãy tìm những nét đặc sắc về nghệ thuật lẫn nội dung trong từng phần. Các em có thể đối chiếu bài làm của mình với đáp án để hiểu về những nét độc đáo của bài ca dao mà tác giả Bùi Mạnh Nhị đã chỉ ra trong bài viết của ông. Cụ thể, ở phần thứ nhất, ông viết rằng bằng hình thức đơn giản, bài ca dao này cũng như vô vàn những bài ca dao khác đã diễn tả tình yêu quê hương, đất nước, con người thật bình dị mà sâu sắc không ngờ. Phần tiếp theo, ông chỉ ra sự độc đáo về nghệ thuật ở hai dòng thơ đầu. Dòng thơ thứ nhất có 12 tiếng, dòng thơ thứ hai có 13 tiếng. Sự kéo dài của các câu thơ tạo nên cái nét độc đáo cho bài ca dao, cùng với việc vận dụng phép đối xứng, phép điệp ngữ và những từ chỉ vị trí, địa điểm, hồn nhiên, mộc mạc, đầy màu sắc địa phương. Tác giả dân gian đã nhấn mạnh sự rộng lớn, mênh mông của cánh đồng. Người ngắm nhìn như muốn ôm trọn cánh đồng vào đôi mắt. Cánh đồng ở đây không chỉ rộng lớn, mênh mông mà còn rất đẹp, trù phú và đầy sức sống. Phần thứ ba, bằng phép tu từ so sánh và việc vận dụng những dòng thơ dài không nhưng lại không che lấp những dòng thơ ngắn, mỗi dòng thơ đều có vẻ đẹp riêng và có sự kết hợp hài hòa với nhau. Tác giả dân gian đã gợi tả hình ảnh cô gái trẻ trung, duyên dáng, tự nhiên và đầy sức sống. Trong bức tranh này, con người là linh hồn của cảnh vật, linh hồn của cả bức tranh mà bài thơ khắc họa nên. Phần thứ tư, tác giả Bùi Mạnh Nhị nhận xét về cách hiểu nghĩa của bài ca dao. Nghĩa của bài ca dao được hiểu tùy thuộc vào hoàn cảnh ra đời và giao tiếp. Hình ảnh cánh đồng, cô gái hợp thành bức tranh đồng quê, con người. Cả hai đều tươi sáng, sinh động. Và bài ca dao mang nhiều tình ý, có thể cảm nhận theo nhiều cách. Cách nào cũng bày tỏ tình cảm tinh tế, thiết tha. Con người tự ý thức về vẻ đẹp của mình và bày tỏ tình cảm lứa đôi một cách tế nhị, kín đáo. Phần cuối cùng, phần số 5, tác giả Bùi Mạnh Nhị nhận xét rằng chỉ với 4 dòng ngắn ngủi thôi, nhưng bài ca dao lại có một sức khơi gợi vô cùng mạnh mẽ. Qua đó, ta thấy rằng lời ăn tiếng nói vốn dân dã, mộc mạc của mỗi miền quê, nhưng khi đã thành lời ca điệu hát thì sẽ trở nên ngọt ngào, sâu lắng vô cùng. Tác giả dân gian qua bài ca dao đã mở ra không gian bao la của miền quê với những cánh đồng và thế giới cảm xúc thiết tha, sâu sắc của người dân quê chân tình hùng hậu, khiến cho người đọc bâng khuâng xao xuyến mãi. Khi tìm hiểu về bài ca dao thì nhà nghiên cứu Bùi Mạnh Nhị đã bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào? Các em hãy tìm những từ ngữ thể hiện cảm xúc của tác giả khi đọc bài ca dao này.
đặc biệt là ở phần 5, từ đó nhận xét về cảm xúc của tác giả. Các em biết không, cảm xúc của tác giả chính là phần kiến thức quan trọng giúp cho các em có thể giải mã được toàn bộ bài học. Thông qua văn bản vừa học, nhà nghiên cứu Bùi Mạnh Nhị đã cho người đọc thấy được những cảm xúc hết sức mộc mạc và chân thành của mình. Ông thể hiện niềm bâng khuâng, xao xuyến trước vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam, cùng cảm xúc yêu mến dành cho bài ca dao nói riêng, ca dao dân ca Việt Nam nói chung. Các em thân mến, chỉ với hình thức ngắn gọn, đơn giản mà bình dị, những bài ca dao đã có thể gửi gắm được rất nhiều tâm tư, tình cảm và hình ảnh đẹp đẽ tới chúng ta. Nào, hãy cùng nhau củng cố kiến thức qua phần luyện tập nhé. Câu số 1. Theo em, đâu không phải là nghệ thuật đặc sắc được sử dụng trong hai dòng thơ đầu tiên? A. Sử dụng từ ngữ toàn dân. B. Phép đối xứng. C. Điệp từ. D. Dòng thơ kéo dài tới 12-13 tiếng. Câu số 2. Trong bài ca dao, cô gái được so sánh với sự vật gì? A. Chẽn lúa đồng đồng. B. Nắng hồng ban mai. Và C. Cả A và B đều đúng. Sau khi tìm hiểu văn bản, các em có cảm nhận gì về quê hương ta? Sau đây là phần nội dung bài ghi mà các em cần cập nhật vào trong vở bài học của mình. Các em sẽ chép trang này. Và trang này nữa. Cô cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi bài học. Chúc các em học tốt.